Hello, chào anh em nha. Đấy, bữa nay em lên cho anh em này. Anh em nào khoảng ngựa rưỡi này nha anh em. Con này là đầu 2820 2020 nha anh em. À, 2820 nó lắp cho phòng khoảng 16 17 mét vuông trở lại nha, tầm 5 50 mét khối trở lại, 45 mét khối là ok. 45 50 là ok nha anh em mình nha. Quá đẹp luôn. Xuất sắc luôn nha anh em, đuôi không một tì vết, đuôi quá cho đẹp luôn nha anh em mình nha. À, đuôi đầu này ha. Con này là hàng cực lướt luôn này, nó có vết chày nhẹ 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 tí xíu nha. Đây nữa này. À, tí xíu thôi, tí xíu chày. Một con hàng này, Nhật nó quên xài cho anh em mình. Chắc gắn lên thả xuống có lắp rồi nha, chứ không phải là nhiều mới nha. À, mồi. Một vấn đề nó là không ruột đồ như mới luôn anh em ơi. Quá rất là xuất sắc luôn. Thì em con này thì giờ em treo lên em cho nó chạy nha. Đấy, rất rất là đẹp. Bao zin bao đẹp, bao trắng luôn cho anh em mình luôn, bao zin từ A đến Z luôn nha. Đấy, con này không phải lau keo lau bọng gì luôn. À. Đây nó đã chạy rồi nha anh em. À, máy đang hoạt động rất là ok luôn. Rất tốt luôn. Máy quá đẹp, một con hàng siêu lướt. Đây nhìn em. Đây, nó chạy rất là êm nha. Nói chung là nội địa Nhật thì nó rất là êm đây. Bây giờ em bán riêng nội địa Nhật. Để em nói nội địa Nhật. Không, con máy chạy rất là êm, bao zin bao in từ A đến Z cho anh em mình nha. Một con máy hàng cực đẹp, lướt luôn. Nó là tương đương với một người rưỡi là nó nha, nó đầu 28 nha. Nó xài cho phòng khoảng 16 17 mét vuông. Nó tầm 50 mét khối là ok cho anh em mình nha. Đấy là bao lạnh, còn những anh em nào mà ráp phòng to hơn thì cái đó là nó là đó tùy mấy anh nha. Còn phòng 16 17 mét vuông là 50 mét khối trở lại là bao lạnh luôn. Nhanh lạnh cực kỳ. Anh em bán là có bao remote ring nha, mấy con này là điện 100V có đổ nguồn nha. Đấy, những anh nào mà không lấy đủ nguồn thì cứ trừ tiền lại. Và nếu mà anh nào không thích bảo hành, ở xa không thích bảo hành, ở xa gần em không biết, không thích bảo hành thì cứ bớt lại 500 ngàn luôn nha anh em mình nha. Đấy. Thì bán dưới mọi hình thức bảo hành và không bảo hành. Bảo hành thì 1 năm nhận ship của toàn quốc nha. Có cọc nha anh em mình, nên có cọc nha. Bên em là cọc với lệnh là 2 triệu đồng một con nha. Đấy, còn nhận bao lốp khu vực Bình Dương, Đồng Nai, Sài Gòn vẫn có cọc hết nha anh em mình. Thì em thông báo trước. Còn bao lốp đó, có nghĩa bên em bao lốp đó, có nghĩa là bao vật tư như là ống dây nha. Vật tư là ống dây, vừa công, máy. Đấy, thì còn 3 mét dây. Giao đồng thì em bao 3 mét dây. Còn tất cả mấy phát sinh mà ke bách biết là... là CB, C đồ trong nhà, dây điện nguồn rồi anh em mình thông cảm tính tiền với thợ nha. Em chỉ bao là bao vậy thôi. Đấy, bao công lắp đặt, ống dây 3 m, cộng dây điện là trong 3 m dây đồng thôi nha. Còn dây điện ngoài mấy anh phát sinh là mấy anh tự tính. CB, C đồ, nguồn điện của mấy anh tự tính nha. Thì bên em chỉ bao vậy thôi. Đấy, con máy 2820 rồi 2020 nha. Rồi 2820, 2020. Một con hàng cực đẹp luôn. Siêu đẹp đầu đuôi luôn, cả đầu lẫn đuôi nha anh em mình nha. Đó, con hàng rất rất là đẹp luôn, không một tì vết nha. Thì cửa hàng của em nằm tại đường Thăng Nhân Trung, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Những anh em nào á thì ở xa thì theo dõi YouTube cũng như là kết bạn Zalo như là điện thoại tư vấn trực tiếp nha. Còn mà anh em ở gần thì tốt nhất vô nhà xem máy luôn, ok. Anh nào thích xem cứ vô xem, ok, chốt thì em kêu cho lính đi ráp nha. Đấy, còn mấy anh muốn trở về không ráp vẫn trừ tiền luôn, trừ tiền dây, không lấy dây trừ tiền dây tiền công luôn. Thì mấy con hàng VIP này, hàng lớn này thì em bán với cái giá là 13 triệu nha anh em. 13 triệu. Đấy. 13 triệu là cộng có biếng có mốt rồi hết rồi nha. Thì cái giá em báo này, những anh em nào không bảo hành bớt 500, những anh em nào không lấy biếng bớt 400. Nó thẳng cho anh em biết luôn. Hay một con máy bao, còn máy không bảo hành á là em bao chạy 1 tuần lễ nha. Không bảo hành em bao máy chạy có lạnh luôn.
một tuần lễ, chứ không phải là như người ta là không bao lạnh, bao chạy không là không được. Em bao lạnh với cái diện tích trong phòng mình ok thì em bao lạnh luôn một tuần lễ. Rồi chào tạm biệt anh em nha. À, em cũng quên á, em ấy em về rất là nhiều nha, những dòng một ngựa, ngựa 25, hai ngựa rưỡi còn rất là nhiều nha, hàng khủng long, hàng đồ có hết nha anh em mình, đủ công sức. Anh em mình có gì thì alo số điện thoại để trên tiêu đề nha. Chào tạm biệt anh em.